Chào các bạn, Huy Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ đèn nháy dây dài 10m, 100 bóng với nhiều màu sắc khác nhau. Và cái bộ này là bộ cắm điện. Ở đây chúng ta đang có hai bộ với hình dạng khác nhau. Một bộ là dạng hình ngôi sao và một bộ dạng hình bông tuyết. Thì mỗi mấy cái bộ như này là chúng ta sẽ có dây đèn nháy dài 10m với 100 bóng đèn LED. Và mỗi bóng này thì sẽ có màu sắc khác nhau. Đây là cái bộ hình bông tuyết. Bộ này là bộ cắm điện và có hộp điều khiển đi kèm. Ở đây các bạn thấy là sẽ có 8 kiểu nháy khác nhau được giới thiệu ở đây. Còn đây là bộ hình ngôi sao. Các bạn có thể gỡ ra. Cũng có hộp điều khiển và đây là hình dạng của bộ ngôi sao này, đèn nháy. Đèn nháy nó dạng LED nên cũng rất là tiết kiệm điện. Đây tôi sẽ cắm thử. Đây tôi sẽ dòng cái này ra để các bạn nhìn rõ hơn. Và tắt chút điện đi cho sáng. Đây là bông đèn nháy hình bông tuyết. Có 100 bóng này. Các bạn thấy cái hộp điều khiển này, các bạn sẽ thay đổi được các cái kiểu nháy khác nhau. Ví dụ kiểu combination, kiểu kết hợp này. Đấy, nó từng kiểu một. Có rất nhiều kiểu các bạn lựa chọn. Và rất nhiều màu. Còn có 8 kiểu nháy khác nhau. Đấy là nháy hình bông tuyết. Còn đây là nháy hình ngôi sao. Cũng bật lên được. Đây là hình ngôi sao. Dây dài 10m này các bạn có thể trang với không gian rất là rộng. Ở đây các bạn cũng có thể điều chỉnh được các cái kiểu nháy khác nhau. Đấy. 8 kiểu. Đây sáng hoàn toàn này. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ đèn nháy 100 bóng dài 10m, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.